Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2014 tại Crema Cafe số 950 đường Đi Alameda có một buổi tuyên bố của luật sư Diệp Thế Lân sẽ ra ứng cử nghị viên khu vực 4 vào kỳ bầu cử tháng 4 năm 2015. Và kính thưa quý vị, đây là khung cảnh buổi tổ chức ngày hôm nay. Xin chào quý vị. Kính thưa quý khán giả đang theo dõi Netviet TV, kính thưa quý vị, chúng tôi là Hoàng Thưởng, thuộc lực lượng sĩ quan Thủ Đức Cộng lực Việt Nam Cộng Hòa. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng có các chiến hữu trong lực lượng sĩ quan Thủ Đức Cộng lực Việt Nam Cộng Hòa đến đây tham dự buổi ra mắt lần đầu tiên của chuẩn ứng cử viên nghị viên khu vực 4, đó là luật sư Diệp Thế Lân. Và kính thưa quý vị, có thể nói chúng tôi được biết luật sư Diệp Thế Lân là một người rất trẻ, anh sống rất hài hòa với cộng đồng Việt Nam tại Bắc California. Và anh đã tới đây định cư cũng khá lâu. Tuy nhiên trước kia anh định cư tại tiểu bang Texas, thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, có thể nói đây là lần đầu tiên anh ra mắt với cộng đồng Việt Nam tại Bắc California. Và chúng tôi đến đây để ủng hộ anh. Có thể nói bây giờ chúng ta rất cần có nghị viên người Việt ở trong các khu vực của thành phố San Jose. Đó là tiếng nói của cộng đồng Việt Nam tại Bắc California. Và hôm nay chúng tôi rất là ủng hộ cho luật sư Diệp Thế Lân ra tranh cử chức vụ nghị viên khu vực 4. Và chúng tôi cũng mong đồng bào trong khu vực 4, nhất là khu vực 4 và cũng như các khu vực khác, nếu có đồng các chiến hữu thân quen của mình đang sinh sống tại khu vực 4 hoặc có bạn bè sinh sống tại khu vực 4, thì chúng ta kêu gọi tất cả mọi người có thể cùng tiếp tay với chúng ta để bỏ một lá phiếu cho ứng cử viên Diệp Thế Lân, nghị viên khu vực 4 trong tương lai. Và kính thưa quý vị, có thể nói đây là một điều mà chúng tôi luôn luôn tin chắc rằng với những nỗ lực của các bạn trẻ trong cộng đồng và nhất là các bạn trẻ có kiến thức và trí thức dấn thân để giúp đỡ cho cộng đồng và nói tiếng nói cho cộng đồng Việt Nam tại Bắc California. Và chúng tôi tin chắc rằng khi tất cả các ứng cử viên Việt Nam của chúng ta ra để tranh chức trong khu vực 4 thì chúng ta có thể cổ động cho các cháu ra để các cháu các em có thể nói lên tiếng nói của chúng ta. Và người nào có uy tín, người nào có đạo đức và người nào có trình độ, kiến thức thì sẽ là ứng cử viên tốt cho khu vực 4 của chúng ta đang cần một nghị viên trong thành phố San Jose. Dạ thưa anh, hôm nay chúng tôi đến đây đã để ủng hộ cho nghị viên Diệp Thế Lân. Thì theo tôi nghĩ là người Việt chúng ta nên ủng hộ người Việt, nhất là Diệp Thế Lân là một cái người có khả năng tuổi trẻ. Và tôi hy vọng rằng với cái tuổi trẻ, với khả năng đó thì Diệp Thế Lân sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng của chúng ta. Và kể cả khi mà làm nghị viên đó, thì tôi nghĩ là mình không nên phân biệt người Việt hay các dân khác, mà phải nói là với cái tinh thần là phục vụ chung cho tất cả những người dân trong khu vực của mình. Và tôi tin tưởng rằng Diệp Thế Lân sẽ làm được một công việc rất là hữu ích cho cộng đồng.
Tôi tên là Nguyễn Minh, là bạn của luật sư Lăng. Tôi đến đây để ủng hộ luật sư Lăng để ra tranh cử chức nghị viên của quận hạt San Jose. Hy vọng là luật sư trẻ tuổi này sẽ giúp đỡ cộng đồng rất là nhiều. Xin quý vị ủng hộ luật sư trẻ Lăng để mà anh có dịp phục vụ cộng đồng Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Cảm ơn quý vị. Xin giới thiệu đến quý vị, chủ nhân của nhà hàng Prima hôm nay sẽ có đôi lời mở đầu trước. Xin trân trọng kính mời ông bà Lâm Hữu Đức. Trước khi nói một câu, tôi có thể nói là wow! Tôi đi tranh cử rất là nhiều cho các ứng cử viên, giám sát viên, thị trưởng, các dân cử liên bang, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy một ứng cử viên rất là lạ cho cộng đồng mà cũng rất là trẻ, mà trong khi đó gần như không có tên tuổi, mà từ đầu không biết anh làm gì mà kéo được một cái số người quá đông đến như thế này. Cho nên là tôi xin đại diện cho hãng cà phê Grandma Coffee xin chào đón tất cả các quý vị đã đến đây vì yêu thương ứng cử viên Diệp Thế Lành, và xin trước hết xin giới thiệu đến quý vị phụ mẫu của luật sư Diệp Thế Lành, đó là bà Nguyễn Thị Hằng. Xin mời bà Nguyễn Tràng đứng lên và xin quý vị cho bà Nguyễn Tràng một tràng pháo tay. Tôi biết là lên có cái khả năng đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là vì có học thuật, cho nên tôi biết là một người hiểu biết về cái tình hình, làm việc ở đây, nói chuyện ở đây, đặt vấn đề ở đây. Vậy thì tôi nghĩ khi một người đã hiểu rõ tình hình thì nghe, khi một người đã có dịp thảo luận quý vị và thấy rõ để mà thấy đâu là phải trái, đâu là ưu tiên 1, 2 hay là 3, và sau cùng đã tự nhận cái thách đố để ra làm việc này mà hiểu những cái cách làm việc, thì tôi chắc, tôi hy vọng là chúng ta sẽ có một cái người đại diện mà ít nhất chúng ta bảo thôi cũng đáng. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, và tôi có vài lời không hiểu có quá lại không, nhưng mà thường thường khi người ta cầm micro có liền, nhưng mà dù sao đến đây tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu đến quý vị đây luật sư Diệp Thế Lân. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô chú và các bạn, trước tiên tôi phải hết sức cảm ơn ban tổ chức, tức chị Nhung, anh Đức, anh Bình, là những người đã hết lòng thương mến tôi và tin tưởng vào tôi để bỏ công sắp đặt một sự việc buổi họp mặt ngày hôm nay cho nó được ấm cúng và thấu đáo, chú đáo như thế này. Ngoài sự biết ơn, tôi còn vô cùng xúc động bởi vì buổi họp mặt ngày hôm nay đã cho phép một người như tôi, Diệp Thế Lân,
một người không có gì ngoài cái sự nhiệt tình của một người trẻ và một chút hiểu biết đã học được trong trường luật, được phép đứng ra để tuyên bố là chúng tôi sẽ ra tranh cử cho cái chức nghị viên hội đồng thành phố khu vực 4 tại San Jose. Cho nên trong ít phút ngắn ngủi ngày hôm nay, tôi không có gì để nói nhiều mà xin trình bày vài ý tâm tình cá nhân của tôi thôi. Tại sao tôi có ý định ra tranh cử? Đó là bởi vì tôi đã tình nguyện giúp cho ứng cử viên Sam Ricardo, tức là thị trưởng tương lai, trong nhiều tháng qua. Và trong thời gian này, tôi đã có dịp tiếp xúc với một số các nhân vật chính trị thành phố, rồi các thân hào nhân sĩ đủ loại, cũng như chính ông Sam Ricardo. Tôi đã tìm hiểu về những vấn đề của thành phố San Jose và qua việc vận động tranh cử cho ông Sam, chính tôi cũng có những ý kiến và quan điểm về tương lai của thành phố. Tôi được thấy những tôi được nghe về những thay đổi có thể sẽ xảy ra sau cuộc tranh cử, trong đó có sự thay đổi về nhân sự ở khu vực 4. Và tôi cũng nhận thấy được những cảm tình dành cho tôi qua những công việc lúc đó của tôi. Và tôi được khuyến khích ra tranh cử tham dự vào dòng chính, mà cụ thể là cái sự ủng hộ để được tổ chức cái buổi sinh hoạt đêm nay của chúng ta. Tôi đã hỏi ý kiến của một số các vị trưởng thượng và đã được bảo rằng nếu xét thấy công việc có thích thú và nếu muốn nó nỗ lực vượt thách đố thì cứ tiến hành, bởi vì có thử thách thì mới có cơ hội thành công, còn không thử thách thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả. Thì tôi có hai câu hỏi với anh. Là anh ở trong ban tranh cử của San Ricardo phải không ạ? Bộ ức thì một điên thôi chứ không phải. Vâng, thì trong tôi nghe nói rằng trong cái là cái nhóm đầu bộ của San Ricardo đó có hai người đã sẽ ra. Vâng, tôi nghe nói thôi. Thì như vậy anh ra nữa là ba, thì đối với anh bây giờ xem San Ricardo ông quyết định như thế nào, ông ủng hộ hay không, là hai người kia, tại hai người kia cũng nặng khí đó. Vâng. Và câu hỏi thứ hai là tôi đọc báo Metro nói là có thể ông Sam Ricardo sẽ chỉ định anh làm ủy viên khu vực 4 trong thời gian của chờ bầu cử tại từ Tây đó, từ tháng 7 mới xong, thì tháng 8 mới có người chính thức ra, thì trong thời gian đó kia nó khuyết chỗ trống, mà nó khuyết chỗ trống như vậy hiện nay có 10 nghị viên thôi, thì người 10 nghị viên mà bầu phiếu như vậy rất là khó khăn, 5 x 5 và từ 11 thì nó mới cháy được. Thì tôi nghe báo đăng thôi, bên ám báo Metro đăng là có thể ông Sam Ricardo sẽ phê luôn cho anh. Vâng, thưa cô đồng, cái vấn đề có hai câu hỏi. Một là về vấn đề chỉ nhiệm tôi vào cái chức của hội đồng thành phố trong cái khi đang chờ đợi cái cuộc tranh cử xảy ra đó, thì có lẽ là sẽ xảy ra, nhưng với người được tuyển vào cái ghế đó có lẽ không phải là tôi. Cái nguyên tắc của cái người sẽ vào cái ghế đó sẽ phải là người đồng ý không ra tranh cử trong cái mùa bầu cử này, họ ngồi đó để chờ cái người được bầu lên thay thế thôi. Cho nên tôi là muốn tranh cử để làm hết tròn cái nhiệm kỳ của ông Kasichu là còn 2 năm nữa đến 2016. Cho nên tôi ra tranh cử, tôi sẽ không nhận một cái appointment để làm cái việc đó. Thì câu hỏi đầu tiên là trong cái ban vận động của ông Sam có một số người có thể muốn ra tranh cử vào cái ghế nghị viên khu vực 4, thì đó là cái quyết định của từng người và tôi tôn trọng cái đó. Tôi hoan nghênh cái sự dân chủ, cái nền dân chủ này cho dân tại đây, người Việt, người Mỹ được cái quyền chọn lựa. Tôi không dám nói thay thế cho ông Sam là ông Sam ủng hộ ai hoặc là nói cho người khác là sẽ ra hay không, nhưng mà riêng tôi thì tôi làm cái công việc của tôi là ra tranh cử để thắng và làm tất cả những cái điều đó, dù có sự ủng hộ của ông Sam, không có sự ủng hộ của ông Sam, miễn sao có sự ủng hộ của dân cử tri tại khu vực 4 là đủ rồi. Tôi là nhà báo Cẩm Lễ của Thiên Hồng Duy. Xin luật sư cho biết là nếu trường hợp kỳ này có 2 hoặc 3 ứng cử viên Việt Nam ra, thì nếu mà có một số người ta yêu cầu luật sư giúp tôi để cho cái người khác tranh cử, thì luật sư có đồng ý làm cái việc như vậy hay không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nó liên quan đến tình hình sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại nước Mỹ và tại San Jose. Bằng chứng là trước ngày mà tuyên bố ứng cử của ông Sam thì ông Sam Ricardo đã ra một cái nghị quyết cấm cộng sản đến thành phố San Jose. Và nếu là một người nghị viên của thành phố ở khu vực 4 trong tương lai,
thì ủy viên sẽ làm gì nếu mà được ủy thác để đi Việt Nam làm một vấn đề gì cho Đảng Dân Chủ hoặc là cho thành phố San Jose, thì luật sư sẽ ứng xử như thế nào? Dạ vâng, về cái vấn đề nếu có 2-3 người Việt Nam ra để tranh cử vào cái ghế này, tôi biết định rút lui hay không, có lẽ cái hàm ý của ông là sẽ cần có người rút lui để mà tránh cái tình trạng chia phiếu, phải không ạ? Cái vấn đề phá phiếu thì hiện nay tôi ra trước, thì nếu phá là phá của tôi chứ không phá của ai cả. Hai nữa là tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta đã đến lúc cần, nếu có nhiều người ra, 2-3 người ra tôi cũng hoan nghênh thôi. Tôi nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta đủ sự trưởng thành và đủ sự hiểu biết để có một cái sự chọn lựa về những người đó. Những người này là họ làm gì, họ có thể làm gì, họ có khả năng làm gì và ai là sáng giá nhất trong cái nhóm đó. Tôi không có sợ cái vấn đề bị chia phiếu. Tôi tin rằng là tôi có khả năng cạnh tranh với người Việt, người Mỹ, người Mỹ, tất cả người đó. Tôi không có sợ cái đó. Cho nên nếu tôi ra thì tôi mong rằng mọi người sẽ thấy tôi là sáng giá nhất để thắng. Còn nếu mà có một người Việt Nam thứ hai ra, thứ ba ra chia phiếu làm cho tôi không ra khỏi được cái vòng đầu tiên thì tôi quá yếu và cũng xứng đáng thua thôi. Còn về cái câu hỏi thứ hai là về cái nếu mà tôi giao tháp công tác đi về Việt Nam thì tôi có đi hay không, thì tôi dưới cái dự luật mà ông Samuel Carter thông qua vào cách đây vài tháng thì cái công việc nó sẽ không xảy ra. Và cho nên tôi sẽ không đi, tại vì cái dự luật đó để nói là chúng ta không được về rồi. Tôi là nhân viên của báo Nàng thế kỷ thứ 21, có bức danh là Bạch Phụng. Hôm nay tôi hiện diện ở nơi đây với tư cách của một người làm việc trong tòa báo, nhưng cũng với tư cách của một người bạn và một đồng hương của luật sư Diệp Thế Lân. Nói sơ về khi mà tôi đến đây là tôi dành tất cả những cái sự ngoài cái việc mà tôi làm việc, nhưng đến đây là với cái tình thân của người Việt, của cộng đồng của chúng ta. Có một ứng cử viên trẻ tuổi và theo tôi nhận xét thì Diệp Thế Lân là một người trẻ sinh trưởng tại đất Mỹ, nhưng mà Diệp Thế Lân nói tiếng Việt và hiểu tiếng Việt một cách rất là có thể nói là sâu sắc. Dạ, kính thưa quý vị khán giả của đài Net Việt, tôi xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Diệp Thế Lân, hiện nay là một ứng cử viên cho chức nghị viên thành phố, hội đồng thành phố San Jose khu vực 4. Hôm nay tôi đang hiện diện ở cái buổi ra mắt của tôi với cộng đồng Việt Nam, một cái buổi sinh hoạt bán chính thức để công khai là tôi sẽ ra ứng cử. Cái giấy tờ nghi thức thì tôi chưa làm xong hết cả, nhưng mà tôi có ý định ra và tôi mong được cái sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam. Khi vào cái chức nghị viên thành phố khu vực 4 thì tôi có nhiều cái ý tưởng và điều mong ước làm cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và khu vực 4 nói chung. Nhưng mà riêng với cộng đồng Việt Nam thì tôi mong rằng là sẽ giúp cho người Việt chúng ta sống ra ngoài khỏi những cái sự thoải mái riêng biệt của mình. Tôi trong nhiều năm sinh hoạt của tôi cảm thấy có giúp người Việt Nam ở dưới vùng vịnh ở Mễ Tây Cơ sau khi cái vụ dầu loang BP oil spill. Tôi đã dọn xuống đó 2 năm trời để giúp dân đánh cá. Trong hơn một năm qua ở tại San Jose này, tôi cũng đã phụ trách cái chương trình bảo vệ quyền lợi của người lao động Mỹ gốc Việt, và trong cái vai trò đó tôi đã làm việc với rất nhiều người làm trong nhà hàng hoặc làm trong những tiệm móng và bị nói chung là bóc lột bởi những chủ nhân của họ không có được trả một cái đồng lương xứng đáng với công việc làm của họ. Cho nên tôi có một cái quá trình sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam, rất quan tâm đến cộng đồng Việt Nam và rất mong muốn chúng ta tham gia hơn vào cái dòng chính. Và trong cái vai trò của một nghị viên thì tôi mong rằng sẽ dùng cái sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam, về tiếng Việt Nam để giúp cho cử tri và dân tại San Jose này sát gần hơn với cái lối vận hành của thành phố, để hiểu biết hơn, để tham gia hơn và để có được đầy đủ những cái phúc lợi mà thành phố ban cho dân, mà hiện nay tôi cảm thấy người Việt Nam mình chưa được hưởng đầy đủ.